Chào các bạn, clip hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một đặc sản của Alaska. Đặc sản mà các bạn lên Alaska, các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp. Không phải là cua, không phải là cá, không phải là tuyết, không phải là cảnh đẹp gì hết. Đó chính là đặc sản con moose. Là những con như thế này nè các bạn. Nó gọi là moose, hay còn gọi là con nai sừng tấm. Là một con bự nhất trong dòng họ nai nha các bạn. Một con moose thế này đó, nó có thể nặng từ 700 cho đến 800 kg. Rất là bự. Một con nai bình thường á, thường thường nặng cỡ 100-200 kg à. Thì con moose nặng tới 700-800 kg luôn. Mà mình đang ở trong khu trường học, ngay trong thành phố nha các bạn. Chứ không phải vô trong rừng, chứ không phải ra ngoài, ngoại ô mới gặp đâu. Ngay trong trung tâm thành phố luôn. Mà các bạn nhìn nè, nó đứng ngay trước mặt mình nè. Đó. Ngay khu này là khu school zone, là ngay trường học, là ngay phía sau lưng mình đó. Đó, thì những trường học đó các bạn, một khi mà họ thấy những con moose này lại gần trường học đó, là học sinh đó là phải đi cửa sau liền, tại vì không muốn đụng chạm, đụng mặt với những con moose thế này. Nó vẫn là động vật hoang dã, rất là nguy hiểm. Hàng năm vẫn có rất nhiều người chết vì bị gặp những con moose thế này nè. Thì mục đích nó cũng chỉ muốn bảo vệ con cái thôi. Mà mình lại gần quá là nó tấn công, nó đè, nó đá mình là mình chết liền. Đó. Nó cứ đi vòng trong thành phố này đó các bạn. Nhưng mà trong thành phố này mình không được quyền đụng chạm gì đến nó hết đó. Đó. Phía này mình có một con. Rồi đằng bên hông này nè, để cho các bạn coi rõ hơn. Bên này một con nữa. Đó, nó cứ đi vòng trong thành phố thôi. Mấy con moose sẽ các bạn, là nó hay ở trong Bắc Mỹ, Canada hoặc châu Âu, nhưng Alaska tương đối là nhiều. Ở Alaska đó các bạn, là có 175.000 con moose, mà bạn dân Alaska chỉ có 900.000 thôi, mà moose ở 175.000 rồi, bằng 1/5 số dân rồi các bạn. Đó. Mà bạn biết không, con moose đó, nó cũng mang nhiều doanh thu cho tiểu bang lắm. Một năm đó Alaska nó cho săn cỡ 7.000 đến 8.000 con moose. Mà phải bốc thăm nha, chứ không phải là cầm súng để bắn đâu. Phải bốc thăm. Rồi bạn phải đi một cái máy bay, hoặc là thuyền, hoặc là xe địa hình tới cái khu đó để săn bao nhiêu con đực, bao nhiêu con cái đó. Thì nhiều người ta khắp nơi trên thế giới họ đổ về Alaska để được săn những con thế này, để lấy sừng, lấy thịt, lấy cái đầu của nó. Cái sừng của nó không đó các bạn, là 35 kg, 40 kg cho cái sừng đó nha. Rất là bự. Mà một chuyến đi săn thế bạn, 10.000 cho đến 20.000 đô cho một chuyến đi săn đó. Rất là nhiều, chi phí rất là cao. Mà biết không, 8.000 con moose bị bắn để mà săn bắn. Ngoài ra còn lượng moose bị xe tông nữa các bạn. Hàng năm moose bị xe tông rất nhiều. Thì năm vừa rồi á, có 800 con moose bị xe tông. Mà ở Alaska các bạn nhìn cái bảng này nè. Đó, trên con đường Matsu này đã có 279 con moose bị tông rồi. Chưa kể những con đường khác, cộng lại 800 con moose. Về thịt con moose các bạn, nó rất là dai. Thường thường người ta săn về đó, người ta chỉ pha chế cho thịt heo, hoặc là pha chế với mỡ heo, mỡ bò, mỡ gà gì đó, để mà ăn thôi. Tại vì nó rất là dai. Đó, hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ các bạn một chút thông tin thú vị về loài moose thôi. Đừng quên nhấn like, share and subscribe for T Family các bạn nhé. Thank you and see you in Alaska.